Dạ em xin chào tất cả quý bà con đã đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ. Dạ thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại cửa hàng qua số là 0858 335 778. Dạ rồi, thì tiếp tục hôm nay thì em lên cho tất cả mọi người một cái video nữa ha, để giới thiệu về con máy phát điện của hãng Mitsuyama nè. Thì như bà con biết thì gần đây thì thời tiết nó cũng hơi nóng mà con, nhiều khi nó cũng cúp điện đột xuất á. Thì hôm nay em lên cho bà con mình một con máy phát điện sử dụng cho gia đình. Thì cái dòng Mitsuyama TL là 7900DN, cái dòng công suất cũng tương đối là ổn định, tương đối là lớn ha. Nói chung là cũng không có quá lớn, nhưng mà bà con mình sử dụng gia đình như là quạt, đèn, máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh là rất là ok nha. Nó đáp ứng cho bà con trong cái gia đình rất là ok. Nó không quá lớn mà cũng không quá nhỏ. Và đặc biệt cái con này nó sử dụng động cơ xăng ha, động cơ xăng, và đặc biệt nó có cái bộ phận đề nữa, thì giúp cho bà con mình sử dụng rất là nhẹ nhàng thoải mái ha. Có thể là mua cho những ba mẹ mình ở nhà nè, có thể là sử dụng được ha, tại nó đề nó cũng rất là nhẹ. Và đặc biệt là cái dòng cao cấp của hãng Mitsuyama ha, cái dòng là 5,5 kW, thì con này nó khoảng 5 kg rồi con, nhưng maximum khoảng 5,5 kg ha. Rồi thì em cũng đi chi tiết vào con máy phát điện này ha, để giới thiệu bà con mình cùng tham khảo á. Thì để bà con mình có nhu cầu sử dụng những cái dòng này thì cứ alo cho em. Thì con này bà con mình có thể là chạy máy lạnh được nha, máy lạnh nè, máy giặt, tủ lạnh, hay là chạy cái dàn kẹo kéo vẫn ok nha. Đây một thùng nó như thế này rồi con đó, cái dòng là TL7900DN là cái dàn đề nha, còn TL7900 là cái dàn chỉ giật nổ đó. Đây là cái chụp giật nè. Rồi thì em sẽ quay một vòng nha, bà con mình cùng tham khảo nha. Đây, mặt bên nè, có sử dụng cái củ đề bà con ha, cái động cơ rất là to đùng nè. Đây là cái củ phát nè, đây là cái bình ắc quy, ắc quy là 12V 17A nha. Đó thì cái dàn này nó có sử dụng bánh xe ha, và nó có thể là kéo cho bà con mình nè. Đây nè, giống như là cái vali bà con. Đây bà con mình chỉ cần kéo gấp đi xuống ha, và kéo đi rất là nhẹ nha. Đó, nó sử dụng cái bô giảm thanh giống như là của những cái chiếc xe máy bà con. Đây là phụ kiện nè, rồi một sách hướng dẫn bảo hành chính hãng cho con mình trong vòng 12 tháng ha. Có tặng bà con mình ba cái chấu, để ba cái jack á, để mình đấu vô cái máy phát điện để dẫn điện ra nha. Có một cái tiếp mở buri, và trên đây có một cái sách hướng dẫn sử dụng cũng như những cái thông số nè. Đây là mặt bên rồi, bên cái bô nè, cái bô giống như bô xe máy, bô giảm thanh nha. Ở đây nó có cái phần ốp bảo vệ bằng inox ha, nó sử dụng chế của hãng Hoji nè. À, mặt bô e bằng kim loại nha, bằng kim loại luôn ha. Đó. Nó giảm sốc bằng bốn cái con cao su giảm chấn lớn của 5 kg ha. Có hai bên bánh xe và hai cái chân đế có cái cao su bắt. Đây, có những cái thông số nè. Đó. Mitsuyama TL 7900DN ha. Thì con này công suất là khoảng 5 kg, nhưng mà công suất đạt maximum luôn là khoảng 5,5 kg nha. Đó thì cái bình nhớt của con này là sử dụng là khoảng 1,1 lít. Và cái dòng tua tốc độ của nó là 3.000 vòng trên phút. Thì cái con này cái bình xăng chứa nó rất là lớn mà con, nó tầm khoảng 25 lít nha, 25 lít xăng. Và đây cái sách hướng dẫn này, có những cái thông số. Ở đây là cái động cơ 5,3 kg bà con, thì động cơ là mã lực là 15 HP nha, động cơ xăng 15 HP, dung tích xi lanh là 420 ha, làm mát bằng không khí, tốc độ vòng quay là 3.000, điều chỉnh điện áp là sử dụng mạch AVR ha. Đó, trên đây có những cái thông số của cái động cơ bà con mình sử dụng ha, bà con mình phải tham khảo trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng này ha. Trên đây có đầy đủ thông số cả. Và cái con này nó nặng gần 90 kg bà con, nặng gần 90 kg. Đó là trọng lượng thực của nó nha, nhưng bà con mình kéo rất là nhẹ bà con. Đặc biệt dùng đề thì nó đề rất là nhẹ luôn, nhẹ nhàng. Là cái mặt bên nè, thì trên đây nó sẽ có một cái chụp giật nè, để bà con mình có thể là khởi động thì bằng giật tay ha. Bô e nè, bô e bằng kim loại luôn. Và trên đây có một cái chìa khóa nè, chìa khóa đề ha. Rồi trên đây có một cái đồng hồ báo điện áp nè, và có ba cái nguồn ra nha. Và bà con mình có thể là sử dụng ba jack luôn ha, muốn sử dụng cái lỗ nào thì sử dụng. À, thì đây là động cơ 15 HP của hãng Mitsuyama, TL7900 nè, chụp giật lớn nè. Hàng này hàng cao cấp cho con, rất là chắc chắn nha. Là bô e nè, bô e bằng kim loại luôn nha.
bà con mình có thể là tham khảo những cái sản phẩm mà thương hiệu Mitsuyama của cái phân khúc là chất lượng nha, hàng một cái thương hiệu của Nhật làm theo tiêu chuẩn của Nhật nhưng mà nhà máy sản xuất đặt ở Trung Quốc nha. Đó, nói chung cái hàng này cũng khá là chất lượng. Đây, củ đề to đùng à. Đây, chi tiết lốc máy đầu tạo rất là sắc sảo, nó đẹp nha, củ phát rất là lớn luôn. Đây là cái bình ắc quy đề nè, bà con mình châm nhớt ở đây nha. Nè thì bà con mình chỉ cần vặn cái nắp nhớt ra và châm vô khoảng 1 lít mốt nhớt là ok ha. Để đứng nha, đừng có nghiêng, mà châm hết vô 2 lít nha, khoảng 1 lít nhớt thêm khoảng 100 ml nữa là đủ. Thì con này em cũng châm rồi, em cũng test nổ thử cho bà con tham khảo luôn nha. Là các quy nó thì phụ kiện nó thì đầy đủ như thế này bà con, và nó tặng kèm bà con mình thêm 2 cái bánh xe 2 con số, bà con về tự lắp nha. Đó. Thì hàng này em cũng ship toàn quốc nha, bà con mình có nhu cầu sử dụng thì em có thể là gửi bà con mình đến nhà ha, bất kỳ chỗ nào ở trên Việt Nam mình nha. Rồi thì bây giờ em cũng đề sơ quá, cũng khuya rồi, 11 giờ hơn rồi, giờ cũng đề nhẹ bà con tham khảo nha. Đây bà con mình trước khi đề kéo e qua bên này, có cái e này ha, giật cũng vậy, nếu bà con mình giật thì cũng kéo e qua giật một cái, xong bà con mình trả e lại. Còn đề cũng vậy không nè, đây bà con bắt công tắc đề nè. Khuya quá mà còn thông cảm nha, 11 giờ rồi đó, thì giật nó rất là nhạy nha, mà con dừng kéo em qua giật cái đã nhạy liền, rất là nhạy. Cái dòng này em nói bà con nó đáp ứng cho bà con sử dụng gia đình rất là ok nha, chạy máy lạnh nó thoải mái nha. Thì hiện tại nhà cũng đang sử dụng một động cơ 5.5 như thế này ha, 5.5 kW thì kéo rất là nhẹ nhàng nha. Để em đặt đây một kéo cho bà con xem nè, rồi không có tiện mà lấy những cái dụng cụ điện để test bà con tham khảo nha. Đây bà con kéo rất là nhẹ nhàng, bà con mình đè mạnh đi xuống à, đẩy đi rất là nhẹ nha, rất là tiện. Còn khi bà con mình dẹp thì cũng gấp rồi ha, rất là gọn luôn. Rồi thì bà con mình xem ở nhà mình có nhu cầu sử dụng những cái sản phẩm này thì cứ alo cho em ha, qua số di động là 0858 335 778, hoặc là có thể mình sử dụng những cái bộ phát điện nhỏ hơn ha, 2 ký 3 ký nó, hoặc là 1 ký mấy cũng có cho bà con. Còn con này thì ở nhà sử dụng thì tất tần tật trên cái thiết bị luôn, sử dụng con này thì không có ngán được cái thiết bị nào trong nhà mình cả, máy lạnh đồ, tủ lạnh, máy giặt rồi, nồi cơm điện rồi sử dụng cùng một lúc được hết ha, tại vì nó tới 5 ký luôn mà. Rồi thì cái con này giá nó cũng khoảng trên 12 triệu một xíu ha, thì bà con có quan tâm nhu cầu sử dụng cái alo cho em ha, sẽ ship toàn quốc nha, giá cũng rất là tốt. Bà con mình bỏ ra trên 12 triệu một xíu thì có thể sở hữu con này ha, về phục vụ cho gia đình mình, cho con cháu mình ngủ rồi nó thoải mái hơn khi vào những cái thời tiết mà cúp điện á, thì không có máy lạnh thì rất là khó ngủ hoặc là không có quạt ha. Dạ rồi thì em xin cảm ơn, em xin chào tất cả bà con mình ạ. Cửa hàng Thành Thịnh Động Cơ xin kính chào quý khách. Tự hào được biết đến là đơn vị uy tín với nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên sửa chữa, mua bán, trao đổi phụ tùng và máy móc nông nghiệp như đầu xịt thuốc, dây hơi, máy xăng, máy cưa, máy cắt cỏ, bình xịt điện, bình xịt máy. Với phương châm uy tín, chất lượng, nâng tầm thương hiệu cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, Thành Thịnh cam kết mang tới cho quý khách hàng sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, bảo hành dài hạn. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0858 335 778, địa chỉ Mỹ Điền, Mỹ Long, Cai Lậy, Tiền Giang. Thành Thịnh Nông Cơ, một uy tín triệu niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.